Hello anh em Sam Fanscott. Như anh em cũng đã biết thì trước giờ dòng Samsung Galaxy Note vẫn luôn là một trong những cái dòng cao cấp của Samsung, hay còn được gọi với cái tên là flagship. Và không biết anh em có còn nhớ hay là không, thì trước đây bên cạnh những cái dòng flagship này á, thì Samsung cũng để cho ra những cái bản biến thể và thường được gọi với cái tên là Neo. Và thời gian trước thì mình cũng có nhớ là Samsung có cái phiên bản đó là Note 3 Neo. Không biết anh em có còn nhớ hay không. Và sau một cái khoảng thời gian rất là lâu thì Samsung không ra một cái bản gọi là biến thể này lần nữa. Thì đột nhiên năm nay Samsung lại cho ra mắt một cái chiếc Samsung Galaxy Note 10 Lite, khiến không ít anh em công nghệ là rất là ngạc nhiên. Và ngày hôm nay anh em hãy cùng mình xem Note 10 Lite có đáng để anh em lựa chọn hay không nhé. Đầu tiên thì anh em hãy cùng mình xem ngoại hình của máy có gì nổi bật nhé. Nếu mà so với Samsung Galaxy Note 10, 10 Plus thì mình đánh giá là Galaxy Note 10 Lite hoàn toàn không có cửa nếu mà so với về cái mặt là hoàn thiện cũng như thiết kế. Có chăng thì Galaxy Note 10 Lite nó được thừa hưởng cái màn hình là kiểu là Infinity O với cái nốt ruồi nằm ở giữa. Còn lại thì mình thấy là máy có ngôn ngữ thiết kế là giống với tầm trung hơn. Ví dụ như mình cũng đang có Galaxy A71 nằm ở đây. Cá nhân mình thấy thì thiết kế này nó không thực sự sang trọng và nó không làm nổi bật lên đây là một thiết bị Samsung Galaxy Note. Về thông số camera thì Galaxy Note 10 Lite sở hữu cụm 3 camera với độ phân giải đều là 12 MP, một ống góc rộng, một ống góc thường và một ống góc tele. Điểm trừ của Galaxy Note 10 Lite ở phần camera này đó chính là không có tính năng khẩu độ kép như anh em Note 9 và Note 10. Về chất lượng ảnh chụp thì mình đánh giá Note 10 Lite có chất lượng tốt trong phân khúc cận cao cấp. Còn về camera selfie thì đây chính là điểm mạnh của Galaxy Note 10 Lite khi mà máy được trang bị camera selfie với độ phân giải cực cao lên đến 32 MP. Anh em cứ nhìn mà xem, cụm camera trên Galaxy Note 10 rất là đẹp, qua đến Galaxy Note 10 Lite hết đẹp nổi luôn. Cá nhân mình thấy thì cụm camera này nó không hợp lý so với tổng thể của máy, nó khá là dài và thon như thế này đúng không ạ? Mình nghĩ là cái cụm camera này đặt ra chính giữa thì nó có thể hợp lý hơn. Không biết là anh em nào mà có chung suy nghĩ với mình hoặc là có những cái chia sẻ riêng thì cũng đừng quên để lại comment phía bên dưới cho mình biết nhé. Nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại, mình cảm giác mình đánh giá cái màu sắc trên Samsung Galaxy Note 10 Lite nó khá là đẹp và nhìn nó khá là trẻ trung. Nếu mà so với màu Aura Glow trên Samsung Galaxy Note 10 thì mình đánh giá là màu của Galaxy Note 10 Lite đẹp hơn. Như hồi nãy mình cũng đã có nói thì Galaxy Note 10 Lite có kiểu màn hình là Infinity O với cái nốt ruồi nằm ở chính giữa. Tuy nhiên màn hình trên Samsung Galaxy Note 10 Lite là màn hình phẳng nha anh em, nó không được bo cong như là Samsung Galaxy Note 10 đâu ạ. Tấm nền Super AMOLED và đạt độ phân giải đó là Full HD Plus với kích thước màn hình là 6.7 inch. Ok, dù sao thì máy cũng là thuộc dòng Galaxy Note nên hiển nhiên vẫn được trang bị chiếc bút S Pen thần thánh, và chiếc bút S Pen này nó cũng sẽ hỗ trợ các cử chỉ điều khiển từ xa thông qua kết nối Bluetooth. Thông thường anh em cũng có thể thấy là một con chip cao cấp Samsung thường sử dụng trong vòng 1 năm. Ví dụ như là Galaxy S8 nè, Note 8 nè, S9 nè, Note 9 nè, mỗi năm như vậy sẽ đều sử dụng chung một con chip. Nhưng mà đối với Samsung Galaxy Note 10 Lite thì Samsung lại đi ngược lại với thông lệ đó. Khi mà Note 10 Lite lại sử dụng con chip của Note 9, đó chính là Exynos 9810. Ở thời điểm hiện tại thì Exynos 9810 đã được 2 năm tuổi. Về cái hiệu năng thì mình đánh giá đây cũng là một con chip nó có hiệu năng khá là ổn ở cái phân khúc cận cao cấp rồi. Thực tế thì mình vẫn đánh giá là Exynos 9810 nó vẫn có cái hiệu năng đủ đáp ứng cho anh em từ những cái tác vụ hàng ngày cho đến là nhu cầu giải trí. Và máy sẽ đi kèm đó chính là 8GB RAM và 128GB nhớ trong. Một cái bộ nhớ được xem là tiêu chuẩn ở cái thời điểm hiện tại rồi. Galaxy Note 10 Lite cũng sẽ có cảm biến vân tay dạng quang học đặt ở bên trong màn hình, tương tự như người anh em Galaxy A71 hoặc là A80. Máy cũng sẽ có dung lượng pin lớn lên đến 4500 mAh, đi kèm với đó là sạc nhanh 25W. Ở thời điểm hiện tại thì Galaxy Note 10 Lite có giá trị từ 11 triệu đồng, thêm vào đó còn được tặng voucher trị giá 3 triệu dùng để mua các sản phẩm Samsung online qua shop Samsung. Cá nhân mình nghĩ thì anh em nên thêm một chút tiền nữa để mua luôn Galaxy Note 10 hoặc là S20 nó sẽ ok hơn, hoặc có thể chọn Galaxy A71 hoặc là A80. Giá cũng không quá 11 triệu rưỡi mà chất lượng hoặc là cái hiệu năng nó cũng tương đương con Galaxy Note 10 Lite này.
Nói tóm lại thì sản phẩm Samsung Galaxy Note 10 Lite dường như là bổ sung vào danh sách các thiết bị cận cao cấp của Samsung dành cho anh em có nhiều sự lựa chọn hơn, hoặc là những anh em nào mà ưa thích dòng Note ấy, ví dụ như là S Pen này, màn hình rộng này, thì cũng có thể sử dụng cái thiết bị Samsung Galaxy Note 10 Lite này. Cảm ơn cửa hàng Samsung đã hỗ trợ thiết bị cho mình làm video này. Video ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Anh em nhớ bấm like, share cũng như subscribe kênh YouTube của Samsung.com. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo. Bye bye.